Tôi tin rằng tất cả chúng ta ai cũng mang trong mình một giấc mơ, một hoài bão và cả những ý tưởng điên rồ, cùng một tâm trí luôn khao khát hiện thực hóa nó. Nhưng thực tế, số người dám hiện thực hóa giấc mơ, mong muốn của mình chỉ nhỏ như hạt cát giữa sa mạc. Vậy đâu là mấu chốt tạo ra tỷ lệ chênh lệch này? Đâu là yếu tố khiến bạn không hiện được giấc mơ của mình? Hay thậm chí, bạn đã từng thực hiện chúng nhưng lại bỏ dở giữa chừng? Tất cả câu trả lời đều được phơi bày hết trong Blue Fishing, câu cá trên trời. Bước đầu tiên cho một khởi đầu, hãy xô đổ bức tường trong bạn. Bạn không chết đuối vì rơi xuống nước, bạn chết đuối vì ở mãi trong đó. Lớn lên trong một vùng đất mà mọi người tại đó đều tin rằng mọi điều tốt đẹp đều không dành cho mình, cùng một truyền thống, con trai đều trở thành thợ nghề. Tác giả Steve đã sống một thời gian dài với những bức tường như vậy. Cũng làm thợ nề suốt một thời gian dài như cha và các anh em họ của mình. Nhưng khác với họ, tác giả không hề nghĩ rằng mọi điều tốt đẹp đều không dành cho mình, mà thay vào đó ông tin rằng mình cũng có thể có được những thứ như những người khác. Và ông bỏ nghề thợ nề, xô đổ bức tường trong mình để sống một cuộc đời khác. Thực tế chứng minh rằng ông đã làm được, chỉ bằng cách phá bỏ bức tường ngăn cản mình. Ông không chỉ được sống cuộc đời của mình mong muốn, mà còn giúp hàng ngàn người phá bỏ bức tường của họ. Khi theo dõi những người nổi tiếng hay thứ gì đó trên TV, phải đến 90% mọi người sẽ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được như vậy. Quá nhiều người trong chúng ta tin vậy, nó tách rời chúng ta khỏi mọi điều chúng ta từng mơ ước sẽ đạt được. Vì vậy, ngay bây giờ, hãy ngừng tin vào những điều như vậy, ngừng tin vào điều mọi người xung quanh mình tin tưởng và thực hiện. Bởi nếu bạn hành động giống họ, bạn cũng sẽ trở thành họ thay vì trở thành chính mình. Đừng làm việc vì lợi ích của riêng mình. Steve đã thành công trong mọi thỏa thuận với khách hàng chỉ vì ông làm theo nguyên tắc, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Theo Steve, khi làm bất cứ việc gì, bạn đừng bao giờ mang trong mình suy nghĩ chỉ mình được lợi, vì điều đó không bao giờ có thể giúp bạn thành công. Một ví dụ thực tế của Steve, khi ông được phục vụ cocktail tại khách sạn kèm theo công thức pha chế ra loại cocktail đặc biệt đó, ông đã muốn xin quản lý khách sạn 500 tờ công thức nữa. Thông thường, mọi người sẽ chỉ xin đúng không? Nhưng Steve lại làm ngược lại, ông mang đến cho quản lý một thỏa thuận đặc biệt, rằng ông sẽ gửi 500 tờ công thức đến 500 khách hàng tiềm năng của ông. Và rồi, điều gì đã xảy ra? Dĩ nhiên, ông có được 500 tờ công thức một cách dễ dàng và chúng còn được cất cẩn thận trong những chiếc phong bì xinh xắn nữa. Bạn thấy đấy, chỉ bằng cách mang lại lợi ích cho đối phương, Steve đã có được thứ ông muốn mà không phải nhờ vả hay mang ơn người khác. Nếu xuất hiện với một chiến lược đôi bên cùng có lợi rõ ràng và tự tin vào khả thi của nó, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình đã thành công bao nhiêu lần. Nếu xuất hiện với ý nghĩ kế hoạch của mình sẽ thất bại, hoặc bạn đang đòi hỏi quá nhiều, hoặc mang cho đối phương những điều họ không thực sự mong muốn, tốt nhất là bạn không nên xuất hiện làm gì. Bạn phải có niềm tin rằng mọi chuyện sẽ thành công, nhưng cũng cần hiểu rằng nó sẽ thất bại nếu chỉ mình bạn được lợi. Luôn hỏi tại sao 3 lần. Khi ai đó gửi cho bạn lời chào hàng, là đơn xin việc hay một yêu cầu kinh doanh, hãy luôn nói chuyện với họ, thậm chí hãy hỏi họ tại sao họ muốn làm việc với bạn, tại sao họ muốn trải nghiệm này, tại sao họ muốn bán thứ họ đang giới thiệu. Và đừng chỉ hỏi một lần, cũng đừng chỉ hỏi 2 lần, hãy hỏi tại sao 3 lần. Tại sao họ muốn điều mình muốn? Đào sâu hơn một chút và bạn sẽ nắm được bản chất vấn đề. Chỉ khi bạn hiểu được vấn đề là gì, bạn mới có thể đưa ra một đề nghị có lợi cho cả hai. Câu hỏi tại sao đầu tiên sẽ cho bạn câu trả lời về thứ họ nghĩ rằng mình đang nghĩ. Trả lời cho câu hỏi tại sao thứ hai là điều họ nghĩ rằng bạn muốn nghe. Và với lần thứ ba, bạn mới tìm ra được điều họ thực sự nghĩ. Tương tự vậy, khi nhờ người khác giúp đỡ, cũng hãy đặt ra 3 câu hỏi tại sao như vậy. Hãy hỏi xem điều gì khiến họ hứng khởi. Hãy tìm ra điều gì là thành công lớn với họ, đào sâu vào đó và hỏi tại sao. Nếu bạn không thể bước vào trong đầu khách hàng và khám phá ra đam mê của họ, nếu bạn không thể bước vào trong đầu của họ và tìm ra đam mê của mình, thì bạn cũng sẽ chệch hướng.
Không đam mê thì vô nghĩa. Tôi luôn cho rằng đam mê là liều thuốc mình chọn. Tôi có thể đến bất cứ đâu với đam mê. Với đam mê, tôi có thể tiến xa hơn nhiều so với toàn bộ số tiền trên thế giới. Trong cuốn sách có nhắc đến phương pháp câu cá xanh, và theo Steve, nền tảng của phương pháp câu cá xanh chính là đam mê. Nếu không có đam mê, mọi chuyện sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi chắc rằng có rất nhiều người ngoài kia vẫn nghĩ đam mê cũng tuyệt đấy, nhưng tôi phải trả mấy cái hóa đơn. Được rồi, tôi hiểu điều đó, tôi cũng từng như vậy, nhưng nếu đó là tất cả những gì bạn từng muốn làm, bạn chỉ muốn trả toàn bộ những hóa đơn và sống tiếp với nó, thì cuốn sách này không dành cho bạn. Bởi cuốn sách này nói với bạn, hãy đứng dậy, bước ra ngoài và biến nó thành sự thật. Tuy nhiên, đôi lúc đam mê thật khó kiếm tìm, tôi muốn hiểu điều đó. Đam mê là điều cần khám phá ra và nó cần thời gian. Nhưng nếu ngày của bạn chỉ còn 20 phút, thì đâu là việc bạn muốn làm nhất? Bạn sẽ làm gì nếu thế giới đi đến hồi kết? Có thể bạn không chắc điều gì khiến mình cảm thấy đam mê hay đâu là điều mình đam mê nhất. Và lời khuyên từ Steve cho bạn rằng, hãy cởi mở, hãy mở toàn cả cửa chính lẫn cửa sổ của bạn. Cởi mở và chân thành, mọi chuyện sẽ cứ thế diễn ra. Một khi bạn tìm ra được đam mê của mình rồi, thì hãy sống hết mình với nó, thực hiện nó ngay lúc này, dù cho nó có điên rồ đến thế nào. Vì nếu bạn không làm, bạn sẽ mãi không có cơ hội sống cuộc đời mà mình muốn. Thất bại chỉ là thêm một cơ hội để khám phá mà thôi. Tôi hoàn toàn nghĩ rằng bạn nên bước ra ngoài và thay đổi mọi thứ. Rất nhiều người sẽ nghĩ nhiều hơn làm. Quá nhiều người ngoài kia nghĩ rằng để làm được một điều gì đó, họ phải phân tích các chiến lược, chi phí và dự đoán. Một ví dụ về một nhà sáng lập công ty khi anh ta sẽ đi gọi vốn. Vì quá sợ thất bại, anh ta đã lên kế hoạch đi tìm kiếm 100 nhà đầu tư trong vùng có khả năng hứng thú với dự án của mình. Tìm hiểu chi tiết từng dự án mà các công ty đã từng đầu tư. Tiếp đó, chuẩn bị một bài thuyết trình gọi vốn cho mỗi đơn vị sáng lập và nghĩ ra viễn cảnh thành công rất tuyệt vời. Tuy nhiên, đến lúc anh ta thực hiện xong kế hoạch của mình thì công ty cũng phá sản vì nhân viên bỏ đi và nguồn vốn cạn kiệt. Đôi khi, lên kế hoạch quá hoàn hảo sẽ khiến bạn mất đi cơ hội. Vì vậy, thay vì lên kế hoạch, tại sao không bắt tay vào làm luôn? Cứ thực hiện đi, rồi thất bại sẽ cho bạn một bài học để lần sau bạn không sai phạm theo hướng đó nữa. Có lẽ bạn đã nghe đến việc Walt Disney từng bị từ chối hơn 300 lần khi tìm kiếm khoản đầu tư cho Disneyland. Hay đại tá Shiner cũng từng bị từ chối trên 1.000 lần cho công thức gà nổi tiếng hiện nay. Thử nghĩ xem, nếu họ cũng bỏ cuộc thì chúng ta làm gì có những doanh nhân vĩ đại và những thành tựu đáng giá để lại. Điều họ làm là tiếp tục bước đi, coi những lần thất bại trước là bài học để bước tiếp. Sức mạnh từ việc nói không. Chúng ta thường mắc sai lầm khi chấp nhận tất cả mọi thứ và không loại trừ bất cứ thứ gì. Nhiều người trong số chúng ta rất giỏi trong việc chấp nhận thử thách. Chúng ta làm rất tốt một việc gì đó và bị nghiện chúng để rồi cứ luôn tiếp tục nói được với cơ hội để làm điều đó lần nữa. Ngay cả khi quá tải và căng thẳng, bạn vẫn chấp nhận làm điều đó. Không là một từ khó nói. Mọi người vẫn hay gặp khó khăn khi sử dụng từ này. Học được việc nói không đúng lúc có ý nghĩa quan trọng hơn cả công việc của bạn. Nó là cốt lõi của cách bạn sử dụng thời gian trong đời. Khi bạn ôm đồm quá nhiều thứ, chất lượng công việc của bạn cũng sẽ không còn được đảm bảo. Có một sự thật đơn giản là dù con người có cố gắng hết sức và phát triển đến một mức độ đáng nể, bạn cũng không nên gắng sức để làm mọi thứ cùng một lúc. Bạn phải có khả năng nói không với bạn bè, nhân viên, thậm chí là sếp và khách hàng của bạn, vì có nhiều lúc không biết cách từ chối sẽ làm bạn gặp vấn đề với công việc và tâm trạng của mình. Phương pháp câu cá xanh. Phương pháp câu cá xanh khởi đầu từ tâm lý, sau đó thêm vào các công cụ và hành vi, để rồi cuối cùng tạo ra những thành tựu đáng kinh ngạc.
Bạn bắt đầu bằng việc nhìn vào bản thân và tự kiểm điểm chính mình. Tiếp đó, bạn đi sâu vào đam mê của mình, tìm ra nó và lắng nghe cả đam mê của những người khác. Sau đó, bạn sử dụng sự bền bỉ và thêm vào đó tầng tầng lớp lớp sự nguyên bản cho thương hiệu cá nhân cũng như các mối quan hệ của bạn. Đến đây, tất cả những gì còn lại chỉ là làm chủ tình hình và thực hiện xuất sắc những việc bạn cần làm bằng cách tập nói không, sắp xếp và chỉ huy những người tài giỏi xung quanh bạn. Và không quên, liên tục tiếp nhận dù chỉ là 1% trải nghiệm. Và đúng vậy, kể cả thất bại hơn những gì bạn biết ngày hôm qua. Trong chương cuối của cuốn sách Phương pháp câu cá xanh, bạn sẽ nhìn thấy chuỗi dài các nguyên tắc bạn cần áp dụng của phương pháp câu cá xanh. Chúng là tóm tắt ngắn gọn của những ý tưởng được trình bày trong các chương trước của cuốn sách. Bạn sẽ đọc lại nó và nhớ từ khóa thay vì phải nhớ cả cuốn sách. Những gì viết ra trong cuốn sách này là toàn bộ những câu chuyện, niềm tin và công cụ để bạn sống một cuộc đời bạn muốn và hoàn thành những việc cần làm. Đây là cuốn sách xây dựng nền tảng và một khi đã đọc được chúng, bạn có thể đạt được đỉnh cao của cuộc sống này. Bạn muốn xô đổ những bức tường, vậy thì hãy học cách áp dụng phương pháp câu cá xanh.